ta cùng đến với buổi phát sóng thứ 13 của Thiếu Niên 30 TV. Em là Tiểu Kiều và đây là chương trình livestream hàng tuần về game Thiếu Niên 30. Chương trình sẽ đem đến những thông tin bổ ích và cực kỳ thú vị dành cho các tướng quân. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là quân đoàn gắn kết. Và đồng hành cùng với Tiểu Kiều sẽ là những vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên Kiều sẽ được giới thiệu gương mặt quen thuộc được tất cả các vị tướng quân yêu mến, tướng quân Huyền Trân. Và ngồi kế Huyền Trân là một vị khách mời, là một streamer xinh đẹp, xin được giới thiệu tướng quân Ari. Và chàng soái ca sợi bị trắng ngồi bên kia xin được giới thiệu, sẽ đại diện cho nhà phát hành, anh Đăng Trình. Chào mọi người. Và ngày hôm nay đều rất vui bởi vì những vị tướng quân đã đến đây để tham gia chương trình. Thì không biết là các vị tướng quân có những lời chào dành cho những tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ari, năm nay mình 20 tuổi và rất vui được đến đây giao lưu cùng với tất cả mọi người. Rồi, xin được cảm ơn Ari. Còn Huyền Trân thì sao? Hello mọi người, Trân đã quay trở lại cùng với mọi người rồi đây. Hôm nay thì Trân cũng hào hứng như mọi ngày, không biết là tụi mình sẽ cùng nhau trải nghiệm cái gì ha. Để đợi coi, coi đến được là cái gì không nè. Rồi, còn anh Đăng Trình, đại diện cho nhà phát hành, có thể chia sẻ vài lời dành cho các tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay. Xin chào mọi người, lâu lắm thì mình mới lên livestream lại. Thì hôm nay nhân dịp Trình lên livestream lại thì Trình cũng có một món quà đặc biệt tặng mọi người, nên mọi người hãy theo dõi livestream này đến cuối cùng để nhận được cái phần quà đó từ nhà phát hành nhé. Xin được cảm ơn anh Đăng Trình. Và ngày hôm nay thì tướng quân Ari lần đầu tiên đến với Thiếu Niên 30, thì không biết cảm xúc lúc này của Ari như thế nào, có thể chia sẻ được không ạ? Lần đầu tiên được đến đây thì Ari cảm thấy rất là háo hức nhưng mà cũng rất là hồi hộp. Không biết là mình có làm tốt không? Nếu mà có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha. Wow, rất dễ thương. Chắc chắn là những vị tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay sẽ không thể nào bắt lỗi nào của Ari cả, bởi vì rất dễ thương thì sẽ được bỏ qua. Rồi còn Huyền Trân thì sau ngày hôm nay chủ đề của chương trình đó là về quân đoàn, thì Kiều xin được hỏi tướng quân là đã bao giờ trong một bang hội hay quân đoàn nào và có kỷ niệm vui có thể chia sẻ được không ạ? Em cũng không chắc nó có vui với em không, nhưng mà em nghĩ là nó sẽ vui với một số người á. Yeah. Giống như kiểu là em đi chiếm khoản đồ này nọ hết rồi đúng không? Xem tự tin lắm. Em ngủ cực kỳ ngon luôn, sáng hôm sau em dậy em thấy khoản của em bị chiếm hết trơn rồi. Thì em thấy em cực kỳ buồn luôn, nhưng mà em nghĩ sẽ là một niềm vui của một vài người mà chiếm khoản của em. Mọi người không biết là có ai có chung nỗi buồn này với Trân không? Điểm danh đi mọi người. Dạ, một nỗi buồn không thể nào tả nổi được, không phải không nào? Không sao cả, các tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay ơi, ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những phần quà vô cùng hấp dẫn dành cho các tướng quân. Nên là các tướng quân chúng ta đừng bỏ lỡ nha, hãy like fanpage, tham gia vào group cộng đồng Thiếu Niên Bao Quy và tương tác bình luận cùng với các tướng quân đang ngồi ở đây ngày hôm nay. Và sau đây, theo như chủ đề của chương trình thì ngày hôm nay, chương trình sẽ chia sẻ cho các tướng quân những thông tin hữu ích về hoạt động đua top của quân đoàn. Và như các tướng quân đã biết thì cũng giống như những dòng game khác, thì game Thiếu Niên Bao Quy cũng có tính năng quân đoàn nhằm giúp cho các tướng quân kết nối với nhau và giúp đỡ nhau cùng tham gia các hoạt động chung trong game. Và có thể nói để có một quân đoàn trở nên mạnh mẽ hơn thì việc đua top trên bảng xếp hạng sẽ rất cần thiết và cũng cần rất là nhiều thứ. Và ngay bây giờ thì Kiều xin phép được mời anh Đăng Trình có thể nói rõ hơn để cho các tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay có thể biết được không ạ? Ok, nói về quân đoàn thì chắc mọi người chơi game này thì mọi người cũng đã biết đây là một cái tính năng cơ bản của game rồi. Tức là sau khi mình qua giai đoạn tân thủ thì mình phải vào một cái quân đoàn để mình tham gia các hoạt động này. Mọi người nhớ là mình phải vào những quân đoàn để mình có thể tham gia những cái hoạt động kiếm và kiếm cho về cho mình á, những cái vật phẩm để nâng cấp nhân vật cũng như là đua top quân đoàn, là sẽ có rất là nhiều quà trong cái hoạt động quân đoàn này. Ví dụ như là mình có những cái hoạt động như là đúc tượng nè, rồi gì nữa? Chết. Anh hơi lắc cái game đúc tượng rồi vượt phó bản cùng với quân đoàn rồi sau đó thì mình còn có cái vào những cái ngày sau này, thì khi mà server ra mắt được một thời gian thì mình sẽ có thêm cái sự kiện hiệu lệnh thiên hà. Và khi có cái sự kiện này thì mình phải bắt buộc phải tham gia quân đoàn thì mình mới có thể tham gia sự kiện hiệu lệnh thiên hà để có thể đổi cho mình những cái phần thưởng rất là hấp dẫn. Mọi người nhớ là bắt buộc phải tham gia quân đoàn khi mà chơi game Thiếu Niên Bao Quy nha mọi người. Dạ, xin được cảm ơn anh Đăng Trình với những chia sẻ rất bổ ích vừa rồi. Và Huyền Trân ơi, thì dường như chúng ta đang có một cái sự kiện gì đó đúng không?
thì có thể chia sẻ được không ạ? Dạ đúng rồi, hiện tại thì sự kiện đua top của server 38 vẫn còn nha mọi người. Mọi người nhớ phải tham gia nha. Và chúng ta sẽ có rất 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 nhiều phần quà đặc biệt dành cho những quân đoàn có vị trí cao. Cho nên là cố lên nhá. Xin được cảm ơn Huyền Trân rất nhiều. Và các tướng quân nào đang chơi tại server 38 thì hãy nhớ cùng quân đoàn mình nỗ lực đua top để đạt được nhiều phần quà từ game nha. Và sau đây thì để làm không khí của chương trình chúng ta nóng hơn thì Kiều xin phép được công bố một mini game nho nhỏ được mang tên cuộc thi đúc đá. Và đây là một hoạt động thường ngày của các quân đoàn trong game Thiếu Niên Bao Quy. Và ngày hôm nay thì chúng ta có sự tham gia thử sức thi đấu của hai tướng quân xinh đẹp Huyền Trân và Ari. Thì hai tướng quân sẽ được cho mỗi người 7 lần quay. Và trong 7 lần quay này, ai quay được nhiều điểm hơn thì sẽ giành chiến thắng. Và nhiệm vụ của các tướng quân đang xem live stream ngày hôm nay đó là comment dự đoán ai sẽ giành chiến thắng trong phần so tài này nha. Và phần quà mà các tướng quân có thể nhận được đó là chiếc áo hoodie rất ngầu và rất phong cách của Thiếu Niên Bao Quy. Và ngay bây giờ đây thì xin mời, không biết là hai vị tướng quân đã sẵn sàng chưa nào? Trời, không sao cả, chúng ta chờ trong vài giây phút. Tụi em thì sẵn sàng rồi đó. Các tướng quân thân mến, chúng ta nhớ là hãy chia sẻ livestream này, tương tác bình luận và dự đoán xem hai nữ streamer xinh đẹp ở đây ai sẽ giành chiến thắng trong phần so tài này nha. Ai da, rất là hồi hộp, không biết là ai đây. Hy vọng là hôm nay nhân phẩm của em nó sáng như cái màu áo của em ấy. Không biết là ai áo mình áo hay cũng sáng. Hôm nay phong thủy tốt. Không biết là Ari có tự tin là mình sẽ giành chiến thắng trong cái phần này hay không? Có chứ, mình chơi gì của mình cũng phải tự tin chứ. Thì ra là cái phần mà đúc tượng hôm nay nó thiên về kỹ năng nhiều hơn là nhân phẩm. Vậy thì kỹ năng em còn lo nữa. Ý là nếu mà nhân phẩm thì em còn đổi thừa được. Cái này là gọi là thành bại tại kỹ năng đó. Cái này là không đổi thừa được nữa rồi. Tôi vâng thưa bệnh, chúng ta nhớ là hãy chia sẻ livestream này, tương tác bình luận và dự đoán xem hai nữ streamer xinh đẹp ở đây ai sẽ giành chiến thắng, Huyền Trân hay là Ari nha. Để tham gia chương trình lần này thì mình sẽ so tài giữa hai người đẹp đang ngồi đây, tức là mình sẽ chọn một trong những cái phần của cái tượng này. Lúc ví dụ em chọn cái đầu đi ha, thì em phải dừng làm sao trong 7 lần quay thì em quay làm sao cho nhiều điểm nhất. Ví dụ anh dừng lại thì anh mới được có một điểm thôi. Năm, cái điểm cao nhất ở đây là từ 1 đến 5. 5 là cao nhất, là cái ở chính giữa nè. Thì mình phải, trong 7 lần quay mình phải đạt cái điểm cao nhất là 35 điểm. Nếu mà ai đạt nhiều hơn thì phải nói chiến thắng. Dạ, rất đơn giản vậy không nào? Tuy nhiên khi quay thì sẽ không đơn giản như vậy đâu. Mọi người có tin chân không? tin chân tin Ari không? Trời, chứ không đơn giản. Yêu hỏi thôi chứ em chưa tin em ạ. Rồi, xin mời hai vị tướng quân. Chúng ta sẽ bắt đầu so tài ngay bây giờ. Vậy okay. Ari chơi trước nha. Ari chọn cái này. Đúc cái nào trước? Vũ khí đi. Đúc vũ khí. Rồi, Ari sẽ đúc vũ khí nha mọi người. Ari mới được một điểm thôi. Mới vô mà kỳ điện luôn. Mở đầu khá là thuận lợi. Bốn điểm rồi. Đấy, 5 điểm hả? Đấy không kịp gì. 7 điểm. Chà, nhanh quá. Nhanh quá. Mà mình dừng lại một xíu để dừng lại một xíu. Sao vậy? Mọi người một hồi chân sợ. Mọi người không tin em hả? Chân nó cặp bi cái cách mình quay á. Thôi em không nhìn được không? Lát không nổi. Cho tới lượt cho em quay đi. Nhớ điểm của Ari là bao nhiêu rồi ta? 7 10 10 đâu? 10 10 điểm thôi. 4 lần quay với 10 điểm còn 3 lần. Là vậy đi. Cho Nghiêm Trân quay 4 lần. Mặt anh dám nhở? Ủa sao vậy? Mặt người ta rất là đẹp trai và chân tình. Mặt anh dám đúng dám luôn á. Hay em quay cái chân đi. Chân sẽ quay chân nha mọi người. Các tướng quân, chúng ta hãy nhanh tay comment xem ai sẽ quay được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng nha. Chưa thấy ai comment hết à. Ai chớ này dễ chịu thật. Có bao nhiêu điểm rồi? Bốn điểm rồi. Hai lần rồi đúng không? Dạ. 7 điểm đúng không?
12 điểm rồi. Đã dẫn đầu. Giờ Ari dẫn đầu cuộc này. Đua với 12 điểm. Và còn 3 lượt nữa đó của Ari. Còn 3 lượt. Em thấy quay chúng chắc cỡ 3 lần 5 điểm. Tự tin cố lên nào. Cố lên 3 lần 5 điểm là sẽ không khó sẽ đâu. Ghê vậy, giờ bạn Lượng Nguyễn quay auto ra 5 rồi. Anh thấy 1 điểm rồi. Quay nhiều ghê á. Quay nhiều điểm ghê. Mình làm một cái gì đó để mình để thì bù hả? để may mắn hơn được không mọi người? 5 điểm luôn. Quay nãy giờ mỏi tay mà vẫn chưa được nhiều điểm. 7 điểm rồi. À, đang có tổng kết điểm trên kia là mình đang 17 trên 35. 17 trên 35 điểm. 35 điểm. Quay được hả? Nhớ đủ được. Và số điểm của Adi đó là 17 điểm. 17. Còn Nguyễn Trân thì sao đây? À, ý là phải đốt thành công hả? Chứ sao? Anh chưa thấy cái nào đốt xong luôn. Ghê không? Em bằng điều Ari. Chơi có khác. Có đâu, giờ là em thắng rồi, em chỉ cần đốt thôi đúng không? Chà, 17 điểm rồi. Wow. Kinh nghiệm quay tay rất là chuyên nghiệp. Cái đây là quay mỏi tay rồi nhưng mà con mẹ vẫn không đúc được ấy, thiếu 10 điểm nữa. À, cho em 2 lần thử nữa. À, em cho em đúc luôn. Em thắng rồi, em muốn làm gì em làm. Đúc cho đủ. Một lần 5 điểm nữa. Một lần 5 điểm nữa. Thôi, cái này nhắm mắt quay cũng đúc được rồi mọi người ơi. Ghê chưa, ghê chưa. Tôi tức á, nghe mà tức á. Ủa vậy em đúc được rồi mà. Đó, sau khi mọi người đúc xong thì mọi người sẽ nhận được một cái phần quà của cái hoạt động đúc quân đàn này. Thì dạ. cái phẩm chất của cái tượng càng cao thì mình sẽ nhận được quà càng nhiều nha mọi người. Vâng, và vừa rồi thì Ari và Huyền Trân đã so tài với nhau. Và có vẻ như là Ari đang thiệt hơn một chút xíu là chưa được may mắn, thiếu kinh nghiệm, chưa được dày dặn kinh nghiệm như là Huyền Trân. Rồi, và phần chiến thắng sẽ được chúc mừng Huyền Trân. Và ngay bây giờ Huyền Trân sẽ chọn ra một vị tướng quân có cơ bình dự đoán chính xác nhất là Huyền Trân đã giành chiến thắng trong màn đúc tượng vừa rồi. Các tướng quân ơi, chúng ta hãy nhanh tay chia sẻ livestream này và comment tên mà vừa rồi chúng ta đã lựa chọn, Huyền Trân hay là Ari. Đây, nói thêm về cái hoạt động đúc tượng này thì mọi người có thể thấy là mình có 6 cái phần trên cái tượng này, tức là cái đầu, cái vai, cái giáp, cái vũ khí, cái đai và cái chân. Thì mọi người trong quân đoàn phải cùng nhau đúc cho hoàn chỉnh cái tượng này thì mình mới có thể nhận được tất cả các phần quà. Thì nó sẽ có các móc quà tương ứng như sau, thì mọi người có thể xem tại cái bảng xếp hạng tại đây nhé. Rồi tiếp theo đó thì những cái phẩm chất của tượng này sẽ nâng từ từ, là từ đồng lên bạc rồi tới kim là cái phẩm cuối cùng. Đây mọi người coi ở đây, từ thiết lên đồng lên ngân rồi cái kim là cái phẩm cuối cùng, nên mọi người hãy cố gắng cùng quân đoàn của mình đúc cho hoàn thành cái tượng kim cuối cùng để đạt được cái phần quà cao nhất nha. Wow, với những chia sẻ rất là chi tiết của anh Đăng Trình thì Kiều tin chắc rằng các vị tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay có thể hiểu rõ hơn và chúng ta có thể biết cách đúc làm sao có thiệt là nhiều quà nha. Rồi, không biết là Huyền Trân đã tìm ra được vị tướng quân. Hình như không ai bình chọn cho Huyền Trân. Rất nhiều anh. Tới Huyền Trân kiếm hơi lâu. Em không biết chọn ai nữa. Có vẻ như ngày hôm nay Ari chưa may mắn một chút xíu, tuy nhiên thì không sao cả bởi vì vẫn còn những phần tiếp theo. Em tính chọn bạn này xong xuống dưới mấy bạn kêu bảo là hãy mình chọn từ đầu mà kiểu đâu. Huyền Trân rất là dễ tính, khi mà các tướng quân chúng ta khúc bình thì chúng ta nhớ là hãy chia sẻ cảm xúc thật của mình. Đúng chân rồi. Tình một chút xíu. À, anh thấy là mọi người nên chia sẻ cái livestream này để Huyền Trân thấy cái ký hiệu ở trên đầu á, nên mới dễ chọn. Đúng rồi. người. Huyền Trân sẽ chọn vị tướng quân mà có chia sẻ livestream có ký hiệu của người chia sẻ. Nãy giờ thì Kiều thấy là căng cứng khá là nhiều, tuy nhiên thì chưa thấy là huy hiệu người chia sẻ thì chưa thấy nhiều. Căng cứng cũng được mà đúng không? Em có muốn trao luôn không? Hay là em chờ chia sẻ tiếp? Hay chút xíu nữa rồi trao. Em chỉ được trao một áo thôi hả? Đúng rồi. Tiền chân thì rất là muốn được trao nhiều.
Nhưng chỉ có một mà thôi. Thực ra là em muốn trao hết cho mấy bạn mình chọn em luôn đấy, nhưng mà áo thì chỉ có một thôi. Cho nên là bạn này thì lấy áo, còn tất cả mọi người còn lại thì lấy... Lấy gì? Lấy chân hả? Không, em không thể chia 5 chia 7 được. À. Em chỉ có một mà thôi. Em chào bạn Đức Đào với comment là Huyền Trinh chiến thắng, Huyền Trinh cố lên. Rồi, xin được chúc mừng Thu Quân có tên là Đức Đào. Và Thu Quân này sẽ nhận về mình đó là chiếc áo hoodie rất phong cách của Thu Diva Wee. Và Thu Quân nhớ là liên hệ về fanpage để biết cách nhận quà nha. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một event mang tên Quân đoàn chúng mình. Với sự kiện này thì dành cho tất cả các quân đoàn để thể hiện sự gắn bó, đoàn kết khi mà chơi game Thiên Điện Ba Quy cùng với nhau. Và cách thức tham gia vô cùng đơn giản, đó là các tư quân chúng ta hãy comment ở tên quân đoàn và mình ở server bao nhiêu. Và quân đoàn nào chúng ta comment càng nhiều thì chúng ta sẽ có cơ hội giành chiến thắng nha. Và phần quà đó là 2 chiếc áo hoodie và 30 cốc đi sẽ dành cho quân đoàn có comment và chia sẻ livestream ngày hôm nay nhiều nhất. Và ngay bây giờ đây, trong khi chúng ta chờ đợi những vị tướng quân chúng ta comment tên quân đoàn và server, thì xin mời anh Đăng Trình có thể giới thiệu thêm về sự kiện hiệu lệnh thiên hạ. Nói về sự kiện hiệu lệnh thiên hạ thì tuần này mình sẽ có sự kiện hiệu lệnh thiên hạ mới ở những server như là trên website đã thông báo. Thì khi mọi người tham gia cái sự kiện hiệu lệnh thiên hạ này, như anh đã nói lúc đầu, thì mọi người bắt buộc phải tham gia quân đoàn trước đó. Thứ hai là mọi người sẽ vào đây và đóng góp những cái vật phẩm như là cái trống, cái cờ và cái kèn. Thì sau đó thì mình sẽ được cái điểm tổng kết vào cuối cái mùa hiệu lệnh quân đoàn này, và mình vào tiệp để mình đổi những cái vật phẩm như là... Chờ anh một chút nha, để anh kết nối cái điện thoại cho mọi người xem rõ hơn về cái hiệu, về cái sự kiện đang diễn ra. Đây, mọi người có thể thấy là trong cái sự kiện một hiệu lệnh thiên hạ này thì mình sẽ có rất là nhiều cái phần quà mình có thể đổi được, ví dụ như là cái ưu điệp vũ mao để mình có thể đổi được những cái thần dược mình gọi năm nay là cái cánh á, cái cánh của nhân vật đeo sau lưng á. Và cái thứ hai là mình có thể đổi được cái thẻ biến thân của kim tướng, của kim tướng luôn nha mọi người. Và cái thứ ba là những cái trang phục của tướng kim, ví dụ như là tướng điêu thuyền đây, như là mọi người có thể thấy đó. Điêu thuyền bình thường mình chỉ là bình thường là mình như thế này, nhưng mà khi mình mua được cái thẻ biến thân, cái biến trang này, thì mình sẽ được một cái chị điêu thuyền rất là hợp với mùa Noel lần mùa này đó mọi người. Đó, và song song đó thì mọi người cũng có thể nhận được những cái hóa thân tướng kim như hồi nãy anh có nói, và tiếp tục đó rất là nhiều. Trong đợt này thì sự kiện hiệu lệnh thiên hạ có bổ sung thêm một số quà mới như là cái biến thân của Quách Gia đây mọi người, và biến thân của Lưu Bị, Lục Tốn và Giả Hủ là những cái tướng kim đợt đầu mọi người quay ra. Thì bây giờ mình sẽ có thêm những cái biến thân mới, mọi người có thể đổi trong đây. Thì như những cái livestream trước, Tiểu Bo có tư vấn là anh nghĩ là với mà những người mà cày chay mà không có cần đầu tư nhiều tiền của, thì mình nên đầu tư vào những cái trang phục trước và sau đó tới tướng. Cái trang phục mình đầu tư thì mình nên đầu tư tướng đỏ thôi, tại tướng kim thì nó cũng hơi khó ra với lại nó hơi mắc. Nên là anh khuyên là mọi người nên đầu tư những cái nào mà hợp với cái kim nguyên bảo của mình kiếm được. Và đây là một cái cơ hội để mọi người sử dụng những cái kim nguyên bảo mà bữa giờ mọi người đang dành dụm tích góp bữa giờ, thì mọi người hãy sử dụng hết cho cái sự kiện lần này đi, tại vì mình không biết bao giờ nó mới mở lại những cái này đâu nha mọi người. Chà. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của anh Đăng Trình, và hy vọng rằng với phần này thì các tư quân sẽ hiểu rõ hơn về sự kiện hiệu lệnh thiên hạ để tham gia và nhận về mình những phần thưởng giúp nâng cao lực chiến của bản thân nha. Không biết Huyền Trân đổi được cái skin nào trong đây chứ không? Xịn. Em thích skin nào? Em hả? Em thích Tiểu Kiều quá. Harry nãy giờ có... Em thích Điêu Thuyền, em nhầm. Cái skin nào nãy giờ mình thấy không?
nãy thấy điêu thuyền á. Ờ, điêu thuyền đẹp cực kỳ. Điêu thuyền nha. Có đẹp trai không anh? Dạ, đây có sự kiện đây là... Các tư quân thân mến, và sự kiện nào thì cũng sẽ có những người dẫn đầu. Chính vì thế thì hôm nay chương trình sẽ điểm tin và vinh danh một số quân đoàn đang dẫn đầu trong sự kiện này nha. À, và ngay bây giờ xin mời Huyền Trân và Adi sẽ công bố những quân đoàn đứng đầu. Đây này. Top 10. Công bố trước đây. Mình công bố từ dưới lên. À thôi cũng chưa. Như mọi người biết thì server F38 đang có sự kiện đua top quân đoàn là đây là một cái sự kiện đặc biệt chỉ có server 38 mới có thôi. Và những cái quân đoàn đạt được cái hạng nhất nè, hạng từ hạng 3 tới hạng 4, hạng 4 đến hạng 10 thì sẽ nhận được những cái phần thưởng nó theo từng cái cấp độ. Thì hôm nay Iri và Huyền Trân sẽ điểm tin những cái quân đoàn nhận được những cái phần quà trong cái cuộc thi lần này nha mọi người. Chúng ta cùng chờ xem nha, quân đoàn nào sẽ được đeo tên đầy vinh danh đầy. Dạ, top 8. Ari sẽ công bố top 1 tới 4. Top 1 là Not Shy Boys. Xin được chúc mừng. Chúc mừng Not Shy Boy. Khó đọc quá. Rồi, tiếp tục. Anh chị em hả? Không biết. Không biết là mình phải đọc sao cho đúng. Chúc mừng quân đoàn Asia. Chúc mừng. Top 3, chúc mừng quân đoàn Royal. Chúc mừng quân đoàn Royal. Top 4, xin chúc mừng quân đoàn Top Marvel. Vào Top Marvel. Rồi, xin được chúc mừng. Rồi, còn 4 quân đoàn tiếp theo trên bảng xếp hạng, xin mời Huyền Trân tóc sẽ công bố. Em nhớ hình như là quân đoàn này tuần trước cũng được gì ấy nhỉ? Đúng rồi, hình như là được mình chọn để tặng cái áo. Tặng cốt. Hình như là quân đoàn có lượt chiến đẹp hay sao đó. Không biết tuần này còn đẹp hay không. Nghe nguyên quá. cũng hơi là đẹp, đẹp rồi. Top 5 tiếp theo sẽ là thuộc về quân đoàn One Piece. Top 6 sẽ là Thiên Hạ. Top 7 là Hồng Lâu Mộng. Và top 8 là Hero. Vâng, xin được chúc mừng. Wow. Những bảng xếp hạng top 8 của những quân đoàn cao nhất trên bảng xếp hạng ngày hôm nay thì đã được hai nữ streamer xinh đẹp vinh danh và cũng xin được chúc mừng. Và các tư quân thân mến thì như là anh Đăng Trình đã chia sẻ thì những quân đoàn đứng top cao thì đều đã có cho mình những phần thưởng giá trị. Và do đó thì các tư quân chúng ta hãy tích cực cùng với quân đoàn của mình tham gia sự kiện Hiệu lệnh Thiên Hạ để được nêu tên trên bảng vàng nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với mini game quân đoàn chúng mình. Và các tướng quân chúng ta đã comment tên của quân đoàn và server của mình hay chưa? Để các tướng quân ở đây có thể thấy và chọn ra quân đoàn của mình nha. Nhiều lắm. Chà. Có bao nhiêu quân đoàn comment rồi anh? Không đếm được luôn đó anh. Chủ yếu là server máy. Rất nhiều luôn. Có comment server này không? Có, mọi người gọi là đến từ... Cái đó người ta gọi là gì? Tứ phương hội tụ hả? Bốn phương tám hướng. Em đã chọn một quân đoàn cho mình rồi, không biết Ari đã chọn được chưa? Ở đây có nhiều quân đoàn. Quân đoàn của em luôn hả? Em đâu có dạy đâu mọi người. Và phần thưởng... Sorry Ari. Nãy giờ như Ari hơi bị hơi bị ít nói. Hình như bị áp quá. Bị thua game đầu cho nên buồn không mọi người. Ở đây có rất là nhiều cái tên làm Ari ấn tượng nên không biết là nên chọn quân đoàn nào đây. Và phần thưởng mà các quân đoàn chúng ta sẽ nhận được đó là hai chiếc áo hoodie và 30 cốc riêng nha. Rất tuyệt vời. Quá dữ. Ok, Ari đã chọn được rồi. Để Ari công bố luôn hả? Công bố luôn đúng không? Công bố luôn. Ari xin được. Công bố nhít thôi. Chữ đầu. Đúng rồi, từ từ nha. Server máy đi. Server trước đi. Mình sẽ công bố server trước. Server 2. Ủa? Server 2 là... Cái nào vậy?
Vậy là Chanh với Ari là thành giao cách kẹo rồi. Cả hai đều chọn server 2 cho nên Chanh sẽ đổi. Chanh đổi qua server khác nhá. Chúc mừng mấy các bạn server 2 nhá. Các bạn đã được hai sự lựa chọn. Điểm danh. Ai đang ở server 2 mình. Cơ hội rất là cao. Ai đang ở server 2 nào? Rồi còn cái tên nữa thôi. Mình có thấy ai comment server 2 tiếp không? Bây giờ em mới để ý nhá, server 2 nhiều ghê. Thôi. Hình như là những server khác hồi hôm nay bận đi chơi với người yêu rồi. Server 38 đâu rồi mọi người ơi? Server 38 hình như nhiều quà quá rồi nên à, nên không nên không thèm nữa luôn á. Kiểu là nhường sang chảnh nhường. Nhường đồ. Ok, mình công bố tiếp cái tên. Chữ cái đầu tiên luôn đi cho hồi hộp. Đúng rồi, chữ cái đầu, đầu tiên là chữ C. Chữ C, quân đoàn nào có chữ C? Chương đoàn nào có chữ C? Hồi nãy thấy không biết bên S2 có quân đoàn nào chữ C, em biết không? Có, vậy vậy à, tụi em chọn chung một cái luôn đó, em cũng chữ C. Em đang đi tìm cái khác nữa. Hồi nãy là quân đoàn số 2 đúng không? Ai server 2? Chữ tiếp theo là chữ gì nè? Bật mí nè. Chắc chắn là các tướng quân ở đây cũng đang rất là hồi hộp. Chúng ta có thể chậm thêm một xíu nữa nha, cho hồi hộp chứ. Tướng quân đang có quân đoàn server 2 và điểm danh. Điểm danh đi mọi điểm người danh. Kéo kéo anh em vô comment để điện lên nhiều lên. Cho Huyền Trân khỏi kiếm quân đoàn khác luôn. Chữ tiếp theo là chữ ư. Chữ ư. À ư. Có dấu hay không thì chưa biết. À, hình như là hơi bị lộ rồi đó. Anh nghe tên đó là chắc là chỉ có một quân đàn mà cứ, tên nó được thôi chứ khó. Quân đàn là có tên gì, có hai chữ gì giống nhau lắm. Chắc em công bố luôn đi em. Thì cho anh thấy lòng được xong rồi đó. Dạ. Được xong rồi đúng không? Sao biết giờ em mới xong rồi. Rồi xin mời Ari. Ari xin được công bố chúc mừng quân đoàn Cửu Long Server 2. Xin được chúc mừng quân đoàn Cửu Long Server 2 sẽ nhận về mình đó là 2 chiếc áo hoodie và 30 cốt riêng nha. Xin được chúc mừng. Wow, rất là hấp dẫn. Hồi nãy em cũng chọn là Cửu Long Server 2 á. Giờ em sẽ đổi qua Server 45. Wow. Ari ở đầu rồi em sẽ xuống cuối. Chà. Server 45 nãy giờ hình như thấy. Ai Server 45? Em sẽ gọi là sao khích lệ các bạn. Ồ, quân đoàn nhanh kia. Ồ, lệ thiệt. Quân đoàn 45. Đúng rồi, có bình tên. Ít bạn nào sao mà 45 bình luận lắm. Quân đoàn 45 mình comment. Có bình nhiều vô nha. Lên mọi người mình để cho cái quân đoàn 45 đi trôi đi. Đúng rồi, bởi vì 45 mà đâu biết quân đoàn nào đâu. Tên quân đoàn này có 4 chữ. Có 4 chữ. Mọi người. 4 chữ. Rồi, chữ đầu tiên là gì? Hai chữ cuối cùng là gì cũng được. Hai chữ cuối cùng đi. Chữ cuối cùng. Em cuối cùng đi. Chữ cái hả anh, hay là nguyên cụm luôn? Nguyên một cụm. Có 4 chữ mà. Từ 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 từ. Chữ cái đi. Vậy. Chữ cái là khó đoán. À, 4 từ. Ủa, không phải chữ cái đúng không? Suy nghĩ hơi lâu nha. Đợi xíu. Rồi, mất luôn rồi, quên luôn rồi. Chào quân đoàn nào đây? Em nhớ chữ cái đầu tiên là chữ N. Còn chữ cuối cùng thì em quên rồi. Phạt cho mọi người. Tên mọi người dài quá. Từ. Suy nghĩ quá, cuối cùng trôi. Mọi người ơi, có ai quân đoàn nào bắt đầu bằng chữ N sau 45 không? Mọi người comment lại được không? Kính thưa quân ơi, chúng ta hãy nhanh tay comment tên của quân đoàn của mình. Lại tên quân đoàn để nhanh nha, để Huyền Trân. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Chữ cuối cùng là chữ U nha mọi người. Khó vậy. Nãy thì nãy cũng có chữ U. Cái chữ hồi nãy là chữ U. À, chữ U với chữ U. Rồi, ok. Thôi công bố luôn nhá, mất công em quên nữa. Mất công tìm tiếp. Xin chúc mừng quân đoàn nông dân chính hiệu của server 45 nha. Dạ, xin được chúc mừng quân đoàn nông dân chính hiệu server 45. Từ đây sẽ thành đại gia rồi. Và xin được chúc mừng quân đoàn có tên. Thì sẽ nhớ là liên hệ về fanpage để biết cách nhận quà nha. Và quân đoàn trưởng inbox về fanpage. Quân đoàn trưởng Quân đoàn trưởng Quân đoàn trưởng inbox về fanpage để biết cách nhận quà nha.
Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng bước qua một mini game nho nhỏ nữa, đó là đố vui quân đoàn. Và ngay bây giờ đây thì nhiệm vụ của các tướng quân ngày hôm nay đó chính là hãy comment chính xác đáp án mà ba câu hỏi Kiều sẽ nêu ngay bây giờ đây. Và trả lời đúng thì hai vị tướng quân ở đây sẽ chọn ra tướng quân có comment trả lời chính xác nhất và nhận về mình đó là chiếc áo hoodie rất ngầu của Thiên Ba Quy. Và ngay bây giờ đây thì xin mời tướng quân Quyền Trân có thể giúp Kiều đọc câu hỏi đầu tiên được không nào? Câu hỏi đầu tiên chính là, mọi người nghe cho rõ nha, câu hỏi đầu tiên chính là phẩm chất đúc tượng cao nhất là gì? Đúng rồi. Câu hỏi đầu tiên xin Kiều xin được lặp lại, đó là phẩm chất đúc tượng cao nhất là gì? Là gì? Là gì ta? Là... Rồi câu hỏi số 2 xin được mời Ari có thể giúp Kiều đọc được không nào? Câu hỏi số 2 là hoạt động đấu thần tướng vào ngày Chủ nhật hôm nay là vị tướng nào? Chủ nhật tuần này. Chủ nhật tuần này. Hôm nay là thứ 7. Rồi câu hỏi số 2 Kiều xin phép được lặp lại, đó là hoạt động đấu thần tướng vào ngày Chủ nhật tuần này là vị tướng nào? Rồi còn câu hỏi số 3 xin phép được anh Đăng Trình. Ok, câu hỏi cuối cùng là trong sự kiện hiệu lệnh thiên hạ thì kèn hiệu lệnh sẽ giúp tăng bao nhiêu binh lực? Mọi người nhớ hồi nãy Trình có vào cái game để cho mọi người coi đó. Thì mọi người nhớ comment đầy đủ ba cái đáp án này cùng một comment nha mọi người. Để Huyền Trân và Airi sẽ dễ thấy cái comment của mình hơn và quyết định xem ai là người sẽ nhận được cái áo. Dạ. Các tướng quân thân mến, chúng ta hãy nhanh tay chia sẻ livestream này và trả lời những câu hỏi ở trên vào một comment thôi nha. Một comment nhưng chúng ta có thể comment nhiều lần, nhưng trả lời ba câu hỏi vào chung một comment thôi. Và hai nữ streamer xinh đẹp ở đây sẽ có thể thấy và chọn mình. Như hồi lúc đầu livestream anh có chia sẻ là hôm nay mình sẽ có một phần quà đặc biệt, đó là một cái code chung. Thì mọi người nhớ chia sẻ cái livestream này thật nhiều để mình đạt được thật nhiều người coi và mình cùng nhau lãnh cái phần quà này. Rồi không biết là đã có những câu trả lời hay chưa. Wow, các tướng quân chúng ta hãy nhanh tay comment những đáp án. Các tướng quân thân mến, ở câu hỏi số 2 đó là hoạt động đấu thần tướng vào ngày Chủ nhật tuần này là vị tướng nào? Là ngày mai đó nha mọi người. Dạ, là ngày mai đó, không phải hôm nay. Không phải ngày hôm nay. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ 7. Hôm nay là thứ 7 nha. Anh kỹ thuật chắc nôn Chủ nhật. Nôn. Tưởng hôm nay là Chủ nhật không á. Chắc chưa ngủ dậy. Rồi các tướng quân thân mến, chúng ta hãy nhanh tay trả lời ba câu hỏi ở trên. Và ngay bây giờ đây, tầm 30 giây nữa thôi thì Kiều sẽ công bố Huyền Trân đáp án. Huyền Trân có gợi ý là cái phẩm chất, cái tượng nào là cao nhất không? Thì nãy anh có... bật mí đó, chia sẻ. Anh có show cho mọi người coi rồi đó. Không biết là Trân có nhớ hay không đây? Phẩm chất mà cao nhất là cái mà anh bảo là... mắc lắm đừng lại chứ. Đâu có phải không? Anh bảo là gì, mình phải dựa vào cái nguyên bảo của mình. Cái này hơi mắc với hơi khó ra cho nên mọi người... tức là đúng không, cái phẩm chất cao nhất thì tại vì cái hoạt động đúc tượng là nó là cái hoạt động free á, nên là chỉ cần mình hoạt động quân đoàn là thực hiện những cái hoạt động trong quân đoàn mỗi ngày là mình sẽ tích được cái điểm cống hiến và mình có thể dễ dàng đạt được cái phần quà cao nhất thôi. Là chắc chưa bao giờ được cái phần cao nhất nên là chưa được thấy mặt cái tượng đó bao giờ. Dạ. Còn Adi có thể gợi ý một vài đáp án cho các tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay có thể dễ dàng trả lời được không ạ? Cái tướng thì nãy em thích. Dạ. Cái tướng mà có bộ đồ đẹp đúng không? Đúng rồi. Dạ. Như vậy thì đã quá rõ ràng rồi. Anh Đăng Trình còn có thể gợi ý thêm một chút xíu được không? Bởi vì nãy giờ thì Kiều thấy là có khá nhiều câu hỏi. Tuy nhiên thì... có ai comment đúng cho em? Nhiều quá. Sai khá là nhiều. Sai khá nhiều. Mọi người ơi, mọi người đọc kỹ câu... mọi người nhớ kỹ câu hỏi nha. Là cái câu hỏi thứ nhất là
cái phẩm chất tượng cao nhất ở trong quân đoàn. Câu hỏi thứ hai là tướng Kim ngày mai dạ. sẽ xuất hiện là chủ nhật ngày mai nha, chứ không phải là chủ nhật hôm nay, sẽ xuất hiện là vị tướng nào. Và câu cuối cùng tức là cái kèn là mình đóng góp được bao nhiêu binh lực trong sự kiện hiệu lệnh thiên hà. Chà đúng rồi. Trong các cơ bình trong các cơ bình thì có khá nhiều. Mọi người nhớ chia sẻ nha mọi người, để cho Huyền Trân có thể chọn được cái người trả lời đúng nhanh hơn và dễ dàng hơn. Trong khi chúng ta chờ đợi thì Kiều có một câu hỏi dành cho Ari. Nãy giờ Ari khá là trầm nên Kiều muốn Ari trả lời. Trong những lần Ari chơi game thì có kỷ niệm nào vui có thể chia sẻ cho các tân quân đang xem livestream ngày hôm nay được không ạ? Kỷ niệm vui hả? Dạ. Cũng được, ở ngoài cũng được, em đi gặp bạn bè chơi game hay gì cũng được, không nhất thiết là phải trong game. Quá nhiều niềm vui. Nhiều quá không biết chọn cái nào. Có một lần thì tự dưng Ari chơi game mà không có gì phải lo cả. Bối rối. Có một lần Ari chơi game xong rồi Ari bận công chuyện, Ari đi ra ngoài. Thế là bị mất quán. Nhưng mà mà lúc vào thì tự nhiên là thấy mình thắng rồi, không biết tại sao luôn. Ủa hình như em thấy là nó quen quen đó. Này thì vui của nhiều người nữa. Vậy là được chắc là cảm ơn đồng đội. Chắc có khi cướp của Huyền Trân đó. Sáng hôm sau đúng không? Sáng hôm sau đó, ngủ một giấc chứ không phải là đi ra ngoài. Chà cũng khá là vui đó. Tuy nhiên còn một cái câu hỏi vui hơn mà Kiều tin chắc là các tư quân ở đây cũng đang rất rất là tò mò. Đó chính là Ari đã có người yêu chưa? Khó đã. Khó, đây câu hỏi này khó quá. Trả lời sai sai là bị... Sai sai là ăn đòn. Ăn đòn liền. Kêu tổ với người mail cho. Đó, bây giờ là Ari hãy nhìn thẳng vào máy quay. Đó, hãy trả lời trực tiếp thẳng thật đối với bản thân của mình. Thật ra thì Ari đang bận yêu game mà mọi người. Chà, bận yêu game. Nghĩa là... Yêu game thủ. Hay, đúng rồi, có khi là yêu game nhưng biết game gì. Game thủ cũng là một... Đấy, có thể bật ví rõ hơn được không? Các tôi cô cũng đang rất tò mò. Kiều cũng thích cái gì thẳng thắn. Hiện tại thì thời gian rảnh thẳng nãy giờ đi đồng vòng chóng mặt. Hiện tại thì thời gian rảnh Ari toàn dành để chơi game á, cho nên là nên là vẫn còn ế đây nè. Nên là thích một anh nào đó cũng chơi game. Thế thì có lý do để chơi đúng game rồi. Thế thì Ari sẽ dự định là sẽ có một bạn trai gì đó cùng. Sẽ chơi game cùng chơi mình game cùng. Tại vì Ari rất là thích nhìn con trai mà khi chăm chú ra làm một cái gì đó mà con trai mà vừa ngồi chơi game chung mình nữa thì vui đúng không? Vui, thích. Vui hơn. Một người thì vui, hai người. Hai người cũng vui như thường. Hai người cũng vui như thường. Vui như đôi với mọi người. Double happy. Rồi, xin được cảm ơn Ari rất nhiều. Và trong khi chúng ta chờ đợi, không biết là đã có những câu trả lời chính xác hay chưa? Kiều thấy thì cũng có hơi nhiều câu trả lời chính xác rồi. Tuy nhiên thì cũng có những câu trả lời sai như là câu hỏi số 2. Như là câu hỏi số 2 khá là nhiều các tướng quân trả lời chưa được chính xác cho lắm. Nhắc lại gợi ý đi. Câu hỏi số 2 đó là câu của em đó. Ari, tướng nào chủ nhật hôm nay? Xin là cái tướng mà hồi nãy Ari nói là có bộ đồ đẹp nhất á mọi người. Dạ. Noel. Đúng rồi. Bộ đồ xanh xanh. Giáng sinh đó. Đó, hy vọng rằng với gợi ý vừa rồi của Ali thì các tướng quân chúng ta có thể trả lời chính xác hơn nha. Rồi, ngay bây giờ đây thì không biết là hai vị tướng quân đã sẵn sàng để chọn ra người may mắn hay chưa? Không biết ai sẽ là người chọn đây? Mình công bố đáp án trước đi. để em phải chọn, người ta không biết nào mà người ta có đang đúng hay không. Trời ơi, ok. Ngay bây giờ thì Kiều xin phép được bật mí trả lời những câu hỏi ở trên. Câu hỏi đầu tiên đó là phẩm chất đúc tượng cao nhất là... Câu trả lời đó chính là kim. Kim nha mọi người. Rồi, câu hỏi số 2. Hoạt động đấu thần tướng vào ngày chủ nhật tuần này là vị tướng nào? Và đó chính là
Điêu thiền. Điêu thiền không phải Tiểu Kiều. Buồn dễ sợ. Buồn dễ sợ, không ai trả lời Tiểu Kiều luôn. Rồi câu hỏi số 3, trong sự kiện hiệu lệnh thiên hạ, kèn lệnh giúp tăng bao nhiêu binh lực? Và đó là cộng 1 binh lực. Rồi xin được chúc mừng các tướng quân có câu trả lời chính xác trong những câu hỏi vừa rồi. Và ngay bây giờ đây thì các tướng quân nào chúng ta trả lời sai thì cũng đã biết được rồi, phải không nào? Buồn rồi. Buồn rồi đó. Buồn rồi. Và ngay bây giờ thì hai vị nữ streamer xinh đẹp ở đây sẽ quan sát và tìm ra người trả lời chính xác nhất ngày hôm nay. Rồi. Em tìm cho. Em xong rồi em nói. Anh nhớ hồi nãy mọi người chọn được rồi đó. Anh nhớ là mọi người chọn được. Đúng rồi, nãy lúc mà mọi người Zalo á, em rảnh quá em ngồi em lội ngược dòng. Thì em kiếm được một bạn trả lời siêu đúng mà kiểu em không biết là nhanh nhất không? Nhanh đó luôn. Trong điện thoại của em hiển thị là bạn đó trả lời đầu tiên mà chính xác nhất luôn. Bạn đã chia sẻ livestream này hay chưa? Fan cứng luôn nhá. Wow. Tờ đấy, quên tên là đợi xíu. Nữa. Trời, thấy bạn ấn tượng mà quên tên. Đã hiểu rồi nha, là ấn tượng ghê đó. Rồi rồi. À, bạn có câu trả lời là câu 1 là vàng, vàng là kim á mọi người. À, đúng rồi, vàng là kim. Vẫn chịu luôn. Chấp nhận, ok. Vàng là kim. Số 2 là điêu thiền, số 3 là một binh lực. À, kèm thêm một dòng nhắn nhủ là chị Ari và Huyền Trinh xinh đẹp ơi, em đã áo bao nhiêu like rồi? Phải không? Lạnh bao nhiêu cái áo rồi? Lạnh bao nhiêu cái áo rồi em còn không nhớ nữa. Không. Không cơ mà, cho bạn một giải thưởng ngày hôm nay tại vì bạn trả lời nhanh nhất và đúng nhất luôn, cho nên là Trinh xin tặng áo hoodie dành cho bạn. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Rồi quên tên người ta tiếp. Ừ. Chúc mừng bạn. Quên tên người ta tiếp. 2 giây thôi là. Chúc mừng bạn Đức Khoa. Bạn comment khá nhiều luôn á. À, xin được chúc mừng tướng quân có tên là Đức Khoa sẽ nhận về mình đó là chiếc áo hoodie rất ngầu của thiên niên Ba Quy. Và tướng quân này, chúng ta nhớ là liên hệ về Ba Quy để biết cách nhận quà nha. Bà kiểu, trời ơi, chợ mà không cần bàn bạc luôn. Không cần bàn bạc gì luôn. Rồi, xin được chúc mừng tướng quân có tên là Đức Khoa. Và tướng quân nhớ là liên hệ về fanpage để biết cách nhận quà nha. Và các tướng quân thân mến, em tưởng mỗi người xíu nữa về blog Facebook của Huyền Trân luôn nha. Đi em tưởng mỗi người một người rồi. Trời không ơi, anh ấy hiền ghê. Hiền ghê nãy giờ. Ồ vậy hả? Huyền Trân, Huyền Trân lấn lướt người ta quá hả? Cái tự là mỗi người một người cơ. À cơ, không sao cả. Rồi ngay bây giờ đây, các tướng quân thân mến, vẫn còn một phần quà nữa, đó chính là một cốc chung sẽ hiện ra ở cuối chương trình ngày hôm nay. Nên là các tướng quân chúng ta hãy comment, chia sẻ livestream này. Và các tướng quân nào mà có những câu hỏi dành cho hai vị tướng quân ở đây thì cũng có thể comment ở bên dưới. Và hai nữ streamer xinh đẹp ở đây sẽ sẵn sàng để trả lời cho mình nha. Không biết là bây giờ đã có bao nhiêu comment rồi, không biết là anh đạo diễn có thể chia sẻ được không ạ? 10.000. 10.000. 10.000 thì cao quá. Kiều rất hy vọng là có thể trao cái cốc chung này cho tất cả các tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay. Nên là các tướng quân ơi, chúng ta hãy đặt những câu hỏi thú vị dành cho hai nữ streamer xinh đẹp ở đây. À, và hai nữ tướng quân xinh đẹp sẽ sẵn sàng trả lời mình nha. Và hiện tại ngay bây giờ Kiều được biết thì có bao nhiêu ta? Kiều chưa hiểu. 4.300. Hay 4.500 ta. Nó như rưỡi sỉ. Khó quá. À, ngay bây giờ thì là 4.300 comment rồi. Phải. Mình đợi, mình đợi tới 5.000 đi. Cho nó 5 đủ. 5.000 cho nó đủ. 5.000 cho đủ. 5.000 là mình chia sẻ cái chia sẻ livestream này và mình sẽ chia sẻ cốc chung cho tất cả các tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay. Và trong khi chúng ta chờ đợi các comment lên được 5.000 thì chúng ta sẽ có những câu hỏi dành cho hai nữ streamer xinh đẹp ở đây sẽ sẵn sàng trả lời. Hãy đặt những câu hỏi cực kỳ hóc búa, cực kỳ thú vị cho hai vị nữ tướng quân ở đây nha. Mấy lần trước anh ấy hỏi mà Huyền Trân chắc không còn gì để trả lời rồi. Nên lần này mọi người hỏi Ari nhiều lên. Đúng rồi, hỏi Ari nhiều lên. Lâu lâu mới có cơ hội gặp một lần. Hỏi tuần nào cũng hỏi. Rồi cho Kiều xem cái livestream nữa. Có ai hỏi gì? Có ai hỏi gì không ta? Ari có thể tự cầm mượn Thái Lan không sùng. Thấy... À thôi được rồi. Trả lời ai trả lời luôn. Ok, thích trả lời ai trả lời luôn nha.
Mà nhớ là đừng có lướt của người ta nha, người ta cover quá trời mà không trả sao lời. Tiếng Thái người ta. Có nguồn dịch đâu mọi người. Hình như là hỏi nhiều lắm, không biết dịch sao. Dù rảnh thì ống sừng. Có khi người ta là người nước ngoài, người ta không biết thôi. Như thế nào? Các thưa quý thưa bến, chúng ta hãy nhanh tay chia sẻ livestream này, tương tác bình luận và đặt ra những câu hỏi cực kỳ hóc búa dành cho hai nữ streamer xinh đẹp ở đây nha. À, cho Kiều mượn Kiều coi coi. Sao tiếng Thái không vậy? Trời tiếng nước ngoài không? Ý là mọi người thích Ari khỏe từ lâu rồi, cho nên cái gì về Ari mọi người cũng biết rồi, giờ mọi người không hỏi nữa luôn. Mình có like nhầm phần bài Thái không? Có khi nhầm, tự nhiên Kiều để thấy rất... theo dõi thì trước đó rồi. Một câu hỏi từ... chỉ một câu hỏi nữa thôi thì Kiều sẽ bật mí cái post chung này. Một câu hỏi nữa thôi mà Kiều chưa thấy một câu hỏi nào. Hỏi rồi chứ Kiều không thấy. À, thấy rồi Kiều. Ari chơi ở server nào vậy? Rồi xin mời Ari trả lời. Ari cũng mới chơi cho nên Ari chơi server mới nhất hiện tại đó mọi người. Đó là server bao nhiêu? 45. Yeah, server 45 tương quân nha. Rồi. Người nhớ vào server 45 chơi chung với là Ari nhé. Dạ, và còn một cái câu hỏi của tướng quân Kiên Trần. Đó là Ari có thích trai Bắc hay không? Rồi và câu hỏi này cũng sẽ mình kết thúc và là sẽ chia sẻ là tướng quân Kiên Trần này có bạn gái hay chưa? À. Chứ không trả lời xong là đốt nhà, nhà sáng nhất đêm nay luôn. Sảy nhà mất. Rồi quay trở lại câu hỏi. Quay trở lại câu hỏi nè. Có đó. Thích đi đâu nè. Thì Kiều thấy là các tướng quân Kiên Trần đang rất là chờ đợi. Đối với Ari thì trai Bắc và trai Nam hay là trai Trung thì cũng giống nhau thôi. Cho nên là thí dụ mà ý, cũng đều mà là con trai. Đúng rồi. Đồng tay Nam mất chị cũng rồi nhẹ. Ok, cảm ơn Ari rất nhiều. Và ngay bây giờ đây thì tóc chung sẽ hiện lên và các tướng quân chúng ta hãy tập trung ở bên chỗ anh Đăng Trình đã hiện lên một cốc chung rồi, chúng ta hãy nhanh tay nhập cốc để nhận quà nha. Các tướng quân có thấy chưa nào? Tên 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 tên. Chúng ta đang hướng về cái cốc chung đó. Rồi. Anh Trình không phải có, cần anh Trình thôi. Các thưa cô thân mến, và tới đây thì chương trình của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Một lần nữa Kiều xin được cảm ơn hai vị tướng quân đã đến đây để tham gia chương trình. Thì không biết là các tướng quân có những lời chúc gửi gắm nào dành cho các tướng quân đang xem livestream ngày hôm nay được không ạ? Rồi xin mời Ali trước đi. Ôi. Bây giờ không được nói. Không được nói gì luôn. Khổ ghê hết trời. Wow. Đến để gặp người ta giao lưu mà không được nói. Nè. Ari xin được chúc các quân đoàn sẽ phát triển bền vững và kết nối lâu dài, cũng như là tham gia server 45 server 45 chơi cùng với Ari nha. Rồi xin được cảm ơn Ari. Rồi Huyền Trân. Tuần nào cũng chúc hết. À, tuần này thì Trân xin chúc mọi người là nếu như ai mà đang chơi một mình đó thì sẽ sớm chết bà tắt mất rồi. Như vậy. Tuần này đúng không? Còn nghiêm chân chúc là ai mà chơi một mình thì sẽ sớm tìm được quân đoàn của mình, còn nếu như mà ai đã có quân đoàn rồi thì chúc quân đoàn của mọi người sẽ gọi là phát triển mạnh mẽ lên chùm cái server đó luôn. À, với cả là mọi người nhớ rủ nhau là nhập có chung đang hiện ở chỗ anh Trình nha, liên hệ anh Trình để nhờ thấy có chung nha mọi người. Anh Trình khép khép lại. Rồi, xin được cảm ơn Huyền Trân. Còn anh Đăng Trình, đại diện cho nhà phát hành, có muốn chia sẻ điều gì không ạ? À, anh thì cũng chúc mọi người chơi game vui vẻ và nhớ tham gia là phải tham gia quân đoàn thì mình để nhận được nhiều cái phúc lợi từ quân đoàn hơn. Và anh có một cái thông tin nữa muốn chia sẻ là trong tuần sau mình sẽ có thêm một sự kiện mừng lễ để mình có thể sở hữu thêm một thần thú kim. Nên mọi người hãy cố để dành sử dụng những cái kim nguyên bảo bữa giờ mình tích góp cho cái sự kiện lần này để mình có thể đạt được những cái phần thưởng mà tốt nhất để phát triển cái nhân vật của mình nhé.
Xin được cảm ơn anh Đăng Trình. Và Kiều cũng xin phép được thay mặt Thuyết Điên Bao Quy thì cũng xin được cảm ơn hai vị tướng quân ở đây, và cũng xin được chúc cho hai vị tướng quân sẽ ngày càng xinh đẹp và được rất nhiều các tướng quân yêu mến và ủng hộ, và nhớ là luôn luôn đồng hành cùng với Thuyết Điên Bao Quy. Và ngay bây giờ đây, Tiểu Kiều, Huyền Trân, Ari và anh Đăng Trình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các vị tướng quân trong những tập phát sóng tiếp theo. Trời, nó đen hẳn, nó nhẹ hẳn. Chưa hết á.